Bởi vì đây là cái món quà mà anh muốn tặng cho em. Đây là món quà mà anh bỏ thời gian ra để mà anh làm cố tình để tặng cho em qua cái mùa Giáng sinh này. Nhưng mà vì làm cái bước cuối cùng là đáng lẽ nó phải phải tự động nó quay. Nhưng mà anh làm hơi có bị trục trặc. Cho nên nó bây giờ chưa xong. Nhưng mà nói chung anh sẽ làm cho xong. Khi nào xong anh sẽ cho em coi lại. Nhưng mà nói chung đây là cái món quà mà bao lâu nay, mấy tháng nay anh làm để có anh làm để mà tặng cho em mùa Giáng sinh này. Muốn tặng ngay trong tay của em để em giữ, nhưng mà anh vẫn chưa đủ đủ tài để mà làm, chưa đủ giỏi. Mong em thấy cái video này, em thích nó rồi, nó sẽ về tay em rất trong tương lai không xa lắm, nó sẽ vô tay em, nên em sẽ chạm được nó. Em sẽ Cái này là cái đèn ngủ anh làm cho em nè, cho nên I hope you like it, baby. Merry Christmas and Happy New Year.